tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn. Quang Hải chính thức lên tiếng về tin đồn chia tay Nhật Lê và có người yêu mới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cư dân mạng trụ tin đồn Quang Hải đã chia tay người yêu và có bạn gái mới. Cầu thủ nổi tiếng này đã lên tiếng tránh sự hiểu lầm. Gần đây, dân mạng chia sẻ hình ảnh của hot girl Sài Thành, Nguyễn Thảo My, được cho là bạn gái mới cầu thủ Quang Hải. Cô không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn là chủ cửa hàng spa có tiếng tại Sài Gòn. Những hình ảnh của Thảo My được đào xới và cho rằng ăn đứt bạn gái Nhật Lê trước đó. Cũng thời gian này, trên trang cá nhân của cầu thủ Quang Hải không còn ảnh với bạn gái Nhật Lê. Hình ảnh chung của hai người bị xóa bỏ, không còn tương tác trên Facebook như trước đây. Chính vì vậy, tin đồn hai người chia tay nhau và Quang Hải có bạn gái mới được cho là hợp lý. Tuy nhiên, tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội đã lên tiếng nhằm trở an dư luận. Việc hải Clay hay thả tim ảnh của một ai đó là điều hết sức bình thường, đặc biệt đó lại là những người bạn của Hải thì lại càng bình thường. Hải mong mọi người hãy hiểu đúng sự việc, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Quang Hải cũng không đưa ra câu trả lời chính thức cho chuyện tình với Nhật Lê. Cầu thủ người Đông Anh chỉ cho biết anh cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm và chỉ muốn tập trung cho bóng đá. Trước đó nói về chuyện tình cảm của con trai, mẹ đẻ và mẹ nuôi của Quang Hải đều muốn con tập trung vào bóng đá và sự nghiệp bởi anh còn quá trẻ. Tất cả việc ngoài lề nên bỏ qua một bên tránh ảnh hưởng đến phong độ thi đấu kể cả chuyện yêu đương. Thái độ lạ của Nhật Lệ khi có tin Quang Hải có bạn gái mới. Đã chính thức lên tiếng về tin đồn có người yêu mới, nhưng Quang Hải vẫn lảng tránh chuyện tình cảm với Nhật Lệ. Thời gian gần đây, Quang Hải trở thành tâm điểm của sự chú ý vì những lùm xùm liên quan tới chuyện tình cảm. Trong khi tin đồn chia tay Nhật Lệ còn chưa kịp lắng xuống, hai ngày trước dân mạng được dịp xôn xao trước thông tin cầu thủ khoác áo số 19 này lại có bạn gái mới. Theo đó, cô gái bị vướng vào tin đồn này có tên là Nguyễn Thảo My, hiện tại đang làm công việc liên quan tới thẩm mỹ tại Sài Gòn. Hình ảnh của Thảo My nhanh chóng được dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thậm chí, một số thành phần quá khích vào trang cá nhân của Thảo My để làm loạn. Trước sự phản ứng có phần quá đà của dân mạng, mới đây Quang Hải đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Trang tin đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội phủ nhận chuyện tình cảm với Thảo My, đồng thời giải thích về việc tương tác thường xuyên dẫn đến sự hiểu lầm. Việc Hải like hay thả tim ảnh của ai đó là điều hết sức bình thường, đặc biệt đó lại là những người bạn của Hải thì càng bình thường. Hải mong mọi người hiểu đúng sự thật để tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy nhiên, Quang Hải cũng không đưa ra những câu trả lời chính thức cho chuyện tình với Nhật Lê. Cầu thủ đến từ Đông Anh cho biết thêm, anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm và chỉ muốn tập trung cho bóng đá. Hiện tại, Quang Hải đang cùng Hà Nội FC chinh chiến ở cả ba mặt trận V-League, Cúp Quốc gia, AFC Cup. Mặc dù liên tục bị gọi tên vì những chuyện đời tư, tuy nhiên phong độ của chàng tiền đạo này không hề bị ảnh hưởng. Quang Hải thể hiện tốt, góp mặt giúp đội bóng thủ đô dẫn đầu V-League với 40 điểm sau 20 vòng đấu. Hơn đội đứng thứ hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoảng cách 5 điểm. Quang Hải Đức Trinh bảo vệ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau thất bại của U18 Việt Nam. Chưa ai làm được như thầy. Sau khi U18 Việt Nam bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người bị chỉ trích nặng nề nhất. Mới đây, Quang Hải, Đức Trinh, Tiến Dũng đồng loạt nhắc lại kỷ niệm nhà cầm quân người Khánh Hòa đưa U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 8, U18 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U18 Campuchia trong lượt trận cuối cùng vòng bảng giải vô địch U18 Đông Nam Á, chính thức bị loại khỏi giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã phải nhận vô số những chỉ trích phê phán, nghi ngờ về năng lực, cách quản lý từ cộng đồng mạng. Chứng kiến thầy cũ phải chịu những áp lực nặng nề từ dư luận, các học trò như Quang Hải, Đức Trinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Tấn Tài cùng nhau chia sẻ lại hình ảnh khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc. Động thái này nhằm khẳng định lại với cộng đồng mạng về năng lực và những thành tích huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Trên Facebook cá nhân, Hà Đức Trinh đăng tải hình ảnh huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trò chuyện cùng anh. Anh chàng nhấn mạnh, U20 chưa ai làm được. Hà Đức Trinh muốn nói đến việc thầy Tuấn là người đầu tiên đưa một đội tuyển Việt Nam đi đến vòng chung kết của giải đấu mang tầm thế giới, dù chỉ là giải trẻ U20 World Cup. Là một trong những cầu thủ đã cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mang lại kỳ tích lọt vào vòng chung kết U20 World Cup, Quang Hải hiểu được tài năng và tâm huyết của ông Tuấn với bóng đá Việt Nam. Trước thời điểm khó khăn này, anh chàng chia sẻ, luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với thầy trong tương lai. Sau khi đội tuyển U18 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng U18 Đông Nam Á 2019, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển U18 Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp của ông Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng từ chức này. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ở các thoại mà mình phổ kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ và nhận được những tin tức hay bởi nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp